Chị là tầm chị là lớp mấy rồi con? Có biết thông tin không chị? Lớp 6 hả? Trước cháu thì tí hôn vậy con trai. Trời ơi. Bun bữa nay sống đi Ken. Vậy nội hả? Trời dạ. Ơi, ghê thương quá. Đó là trời nắng mấy bun ở đây cũng tồi quá mọi người. Nắng không? Thấy nắng không? Để Ken để Ken này lúc nào cũng tới đây là đều lao mộ cho ông ngoại cả nhà. Lớp 6 rồi, cấp 2 rồi. Mẹ, trời ơi, mẹ, anh em có ai cầm cái dù chứ? Hồng Loan đi. Mà ơi, mày không ai cầm dù. Anh em ơi, hỗ trợ cái dù cho chị Hồng Loan đi. Tiểu đâu? Lấy dù coi. Bây giờ định cầm đi để em che dù cho chị Loan nè. Hình như tôi nghe nói là Mạnh Thường Quân cắt lương. Ờ, cắt lương rồi, Mạnh Thường Quân cắt lương là không có che nữa sao á. Cái gì nghe nói cắt lương không che gì kỳ vậy? Kỳ vậy? Vậy gì? Che là có vấn đề là gọi như là tự nguyện đúng không? Chú Tiểu. Thằng tự nguyện đúng không? Lon đi chú Tiểu. Thấy anh thấy sai sai nha. Đây nè, cái nè. Che cho cái nữa. Nói vàng à. Nói vàng nổi tiếng. Hay quá anh ơi ơi. Nè nè cho chị qua, cho chị qua. Tôi lôi cho chị qua. Giờ thấy không ai che trơn á. Anh thấy đâu bức xúc luôn anh. À, để Ken với lại chị Hồng, Hồng Loan của chú anh chị đang làm một cắt việc bệnh viện chợ rồi chưa hoàn thành nhiệm vụ chứ thôi nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao phạt ổng 5 chai đi rồi chứ ra chúng ta cho 5 chai đi bây giờ là phạt ổng là nặng hơn nữa ổng hơn 5 chai đi hôm nay hết mặc áo vàng này nên ổng có che nên mặc áo trắng ổng chỉ là fan thôi chứ chú Tiểu đứng mà cũng chút vô chai. Đây chú Tiểu cầm vô rồi, đi vô đây rồi cầm vô trong đi. Cầm che chị Loan. Rồi, cô Thanh Nhi cũng cũng sắp là lá cổng mình luôn á. Là chị Loan đồng ý lấy ra nha. Wow. Đấy, cái cuốn sách này đâu không, không được để trên đó mà. Cuốn sách không được để hả? Đó. Thấy theo đội gì dễ thương gì đâu cưng ghê không nè nhìn các con đó trời ơi lâu dài vậy ha không mà biết không cậu cậu ăn lúc còn trẻ đẹp trai lắm cùng bé Ken giống ông ngoại ghê không không như là chừng cỡ khoảng 15 năm nữa chú đi tìm con nghe con có con ca nha ca hết quý bé Ken chứ biết Ken ca chứ ở chú có con gái không có con gái nhỏ hơn con không? Không trai mà. Em vừa thôi chứ gì. Cái gì? Thằng giấy, thằng giấy. Này thôi cầm luôn đi. Cái khăn rồi. Ủa khăn hả ta? Có khăn. Có khăn Tiểu rồi quý vị. Múc thêm nước, múc thêm nước. Chú Tiểu ơi. Chú Tiểu lên đây rồi. Lên cầm cho chú Tiểu. Múc nước cho chú Tiểu. Đậu nóng lên con, đậu nóng lên con. Đây múc nước chưa? Ngon quá. Nhìn đây con. Có anh em mà rảnh ông lấy dù che tôi coi. Ờ đúng rồi. Trời, trời máy tôi đóng khẩu luôn rồi nè. Ở đâu ra vậy? Có đâu chứ làm dữ vậy đây em làm phản ứng dữ vậy. Vui vui bữa nay thấy chị Lon xuống vui nói chuyện chơi xíu mà anh em làm phản ứng quá. Làm gì căng dữ lên đi. Căng quá. Ăn gì chưa chị Lan? Rồi ăn. Hồi nãy có cái cây dù đội nón mà quên lấy luôn rồi. Có phải có là để cho Ken đậu đẹp lắm á. Chú có cái dù đã lắm. Làng đã chịu sao chứ, cô này nó cười sớm giờ cười hoài luôn á. Đúng rồi, nó xuống mộ ngoại phải cười chứ. Ê, nãy thấy mẹ cho mẹ cho nó xuống mộ ngoại cười gặp anh em nói chuyện vui quá cười luôn. Tôi đứng bên kia đó mẹ mẹ. Mẹ cái cạnh đó gì á. Mẹ cái góc kìa rồi. Không ai bắt đầu. Có đâu. Mẹ ngay vô lúc mà để mọi lần xuống á. Mẹ đó mẹ. Nó không có cô. Bây giờ anh em bên khu kia né né ra đây cho chị Hồng Loan. Ken nó dễ đi tới luôn nữa anh em ơi. Em đứng sát quá Hồng Loan với cái Ken cũng khó di chuyển nữa. Mất dép luôn rồi. Mất dép rồi. Mất dép rồi nha. Có biến, có biến. Ờ lấy dép chị Hồng Loan rồi. Cho nên cũng là dép rồi, cô chú chị ơi. Ở đây 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 đây. Đưa đưa chị cho chị nóng chân kìa mọi người. Dép chị nè. Minh Nguyễn 1986 mất dép hả? À lấy dép hả? Ôi trời. Khổ. Thương gì mà thương dữ. Được được được. Bây giờ tôi nè. Bây giờ tôi thưởng ông trai nè. Ông trai là nó không giỡn đâu. Thôi, trai hơi nhiều. Trai hơi nhiều trời trai. 50 thôi. 50 mua con tròn. Anh chơi đậm lắm. Chú Tiểu.
chạy vô chứ tiếp. À, cô chú anh chị ơi, ở ở ngoài là có nguyên một bàn cúng vô luôn đó. Rồi có một bàn cúng đang di chuyển đến mộ con Năm Chú Linh luôn. Ken con đứng xích vô không để nắng thôi. Đi giờ nãy giờ em thấy cái giá làm sao rồi? Sẽ chưa? Sẽ giá chưa? Sẽ giá chưa? Ở bên kia là Bạch Lan, chưa? Đúng rồi, giảng giảng ra xíu đi. Đừng có chen qua quá. Con đứng im chỗ nha. Người nào đứng yên vị trí đó nghe. Cái gì mà Minh Nguyệt, chen giữ Minh Nguyệt. Im lặng, anh em nào lên tiếng là phạt con trai. Nè cái này nè. Đó đây hồng quẹt nè, hồng quẹt nè. Đây nè, đây nè. Đây bữa 5-6 cái hồng quẹt lắm, hồng quẹt này có 10 sáng nè, từ nay không có thì mới đem lại đó. Chú Tiểu sẽ thay cái luôn. Cái này mốt này nó đúng đây nè. Cô Kim để vậy hả? Hay để xây ra đây mới được. Để ngoài á, nóng. Cầm dưới cô chú anh chị ơi. Cầm là phải dày lên trên con chú Tiểu. Không biết sao nữa cô chú anh chị. Chưa chưa vô cái. Em mới nói chuyện với chị Long nữa, chị Long tính. Để trên thì chị Long nói nặng một cậu nhưng mà không biết cho cái gì để lại ba chén cũng được. Bánh ra đây chén không được. Không để nguyên cái giấy ông giờ chở vô mà chết đi. Để muỗng này mình giấy chung hết cho để mình giấy chung cho mấy con mẫu này đi rồi chung hết. Mấy cô mình ở đâu tới nha cô ha? Ở Bình Tân, Bình Chánh cũng có. Bình Tân, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh hả? Phường Tân Tạo A nữa. Dạ. Ở Bình Chánh, ở Trần Đại Nghĩa. Dạ, Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Giàu đâu ha? Dạ. Ở chùa Từ Quang, Đạo Tràng nữa. Mình là Đạo Tràng hả cô? Dạ, quá quý luôn cô chú anh chị. Hôm nay thì đến đây để có bánh ú, bánh ít chanh, chè trôi nước, chè nhiều màu quá. Bình bông nữa nè. Bình bông đó, bông này bông lan hả cô? Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Phải nói là tình cảm của các cô, của Đạo Tràng của mình quá quý luôn. Cặp luôn mà nãy ghé chùa Hoàng Pháp cũng hết chậu rồi ha. Vậy là mình có đi chùa Hoàng Pháp rồi mình ghé đây ha. Phải nói là quá quý luôn cô chú anh chị. Không có ông lắm đốt luôn đi không để cái này phải như quệ đốt. Ở phía bên kia thì em thấy có cái chị này khẩu trang quen quen rồi. Em chào chị. Mẹ thấy anh cho em không? Anh nào cho chai nước sâm không? Dạ. Giống con năm
cái này á nói luôn nè, cậu là mãng quả mà đi cặp đem cặp màu là cậu kỳ lân màu đỏ vô là y như là đốt ổng á. Tôi chỉ nói cậu xanh lè vậy thôi. Cô nằm nói cậu xanh lè luôn mọi người. Hello bé Kem. Chào cô chú em. Bé Kem con uống này không bé Kem? Gâu má không? Mình chụp hình với chú ngoài không? Bấm nút này, bấm cái nút trắng trắng này nè. Nhìn ra ngay chưa? Chào chưa? Đúng rồi, quả mọi người. Chưa? Nó có ăn không vậy? Ăn, bấm là ăn rồi đó. Rồi. Bé Kèn dễ thương. Gặp chú Tài chụp hình làm kỷ niệm luôn. Đúng rồi. Bé Kèn dễ thương cô chú anh chị. Dễ thương. Chúng động luôn. Đây mình né né cho mấy anh mấy đậu tràng đang cúng cho con năm của Linh nè. Đậu tràng đây là ở Bình Tân, Tân Tạo đường Trần Đại Nghĩa mình cũng đậu tràng. Cơm chay ra để cúng đậu tràng cả nhà. Ở đây viếng mộ cậu năm Vũ Linh. À, không khéo là một xíu nữa. Nếu mà không được để ở đây á thì chị Lan cũng không để ở đây, chấp nhận để đây luôn. Anh lấy ông mới một xíu rồi đã mẹ rồi, đang thấp hơn là mẹ người thấp hơn trên lâu ngày nóng á nó bể lại á, bể ra luôn. Cái đó đúng á, bánh nếp chảy đúng không ha? Dạ. Dạ. Bánh uống rồi xôi. Để lên cô thấy bánh uống của mấy cô làm quá là ngon luôn á. Trong lắm. Cái màu trong. Rồi qua đây. Chị Long cũng nói là cặp hạt là không thể nói đầu được nha. Chị quay cái đúng đề mà. Vậy mà hôm bữa mấy lần là đổi cái cặp hạt này luôn nha. Chị Long cũng là thay đổi cái cặp hạt là quay đầu ra ngoài cho không được quay ngang ha mọi người. Như cặp lăng cũng để dưới không để trên mộ là phải quay quay ra như vậy hả chị? Đúng rồi, chị Lon chị tính lại nha. Có thắp nhang là mừng đúng rồi. Là không cho để bất gì cái những vật lạ lên ha chị ha. Dạ. Chị Lan kêu bây giờ mới có xúc cái hoa sen lại chị. Nó cho là từ bình thường chính mọi người. Nói chị Lan kêu là dán hoa sen lại á. Bên kia cái mẹ con kia bên kia có mẹ mẹ không? Bên kia mẹ con bên kia. Xưa mẹ cũng chưa được. Con chạy chạy. Rồi. Không sao, không có gì đâu mọi người ơi. Rồi nè. Rồi mấy anh em mà đều đứng trước cái mình. Thấy rửa người đứng cây đó, ba người đứng. Bác lấy cái tấm nó ra đi. Đó, mấy cô là chỗ này trống rồi mình quay cảnh cảnh bánh cho mọi người xem ha. Đó, bánh này mấy cô tự làm. Ở đâu là gì ạ? Tăng tạo lại đồ mình cái đồ mình đi luôn ha. Về thọ hưởng lộc bánh mấy cô làm ngon quá nè. Không, một ở trong nè. Mình phải dành cho cô một phút trang nghiêm để thắp hương cô chứ gì. Cô xin chào cô Hồng Loan. Năm 2003 đoàn của chúng cô cho của cô là ở dưới Bình Chánh ngưỡng mộ chú Vũ Linh. Hôm nay có hương đăng hoa quả lộc thực về cúng chú Vũ Linh. Xin cô quan hỷ cho đoàn của cô ha. Dạ con cảm ơn cô, cảm ơn cô. Cảm ơn mấy cô. Mấy cô định mấy cô có đem theo cái gì hồi hướng không cô? Tấm giấy cái này là hồi hướng này. Hồi hướng cho cậu năm của Linh. Này là cái gì? Đó. Di Đà. Tin nhận Di Đà cứu độ. Mấy cô vừa cúng và vừa đọc cho mình rồi. Hồi vô
chặn giò chú tiểu. Có ăn đi, chai có ăn đi, là tâm giá. Con muốn hấp lực 66 tuổi. Mất ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023. Có buôn đăng qua quả lọc quá. Không, cái đó là để à, chị Hồng Loan thì đang lên trên kia để lên văn phòng hỏi ý kiến để hai con kỳ lân ở đâu cô chú anh chị. Chắc lên văn phòng hỏi ý kiến, bắt đầu chuẩn bị là biết. Đây mấy cô chuẩn bị cúng gì nè cả nhà. Tinh nhận Di Đà Cụ Độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ, độ khắp mười phương chúng sanh. Thân Phật Di, thân Phật Di Đà như núi vàng, tướng hải quang minh chiếu mười phương, chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp, nên biết bản nguyện hạnh vô cùng. Sáu phương Như Lai địa chuyên xưng danh hiệu đến Tây Phương, đến đó hoa nở nghe diệu pháp, nguyện hành thập địa tự nhiên thật, quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giác thành vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Thế Giới từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô